Hello mọi người, Zeno ngồi đây đợi các bạn vào xem video từ chiều. Và chúng ta đang có một vấn đề, đó chính là có đến 80% các nhà sư đang xem chùa không ấn đăng ký kênh cho mình, và chỉ có 18% những bạn đã ấn đăng ký kênh cho mình thôi. Và các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo bên cạnh để giúp mình có động lực làm những video mới. Hello mọi người, lại là Zeno đây. Và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày nay chúng ta sẽ quay trở lại với Minecraft. Nhưng chúng ta chỉ có một block thôi nha mọi người. À không, đúng ra nó sẽ là 3 block, nhưng mà chỉ có một block có tác dụng là đổ màu thôi. Cho nên mình quyết định đặt nó là... Ơ? Pixel ơi, đừng làm thế. Chưa gì đã. Ui. Ui, kể ra tính mạng là sẽ Pixel mất 3 mạng rồi đấy. Đấy, 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 đấy kìa. Ok, đồng hành cùng với mình trong ngày hôm nay đó chính là... Noob Team. Hello. Ok, thì đây, ngày hôm nay chúng ta có một chế độ khá là mới. Đó chính là chúng ta mỗi lần nhảy lên nó sẽ bùm. Wow, x2 item nha. Này, cho Khang một nửa này. Cho Khang một nửa. Ôi, nhiều quá, không cần thiết đâu. Đấy, và bây giờ chúng ta chỉ cần đào thôi. Đào cái mấy này nhanh lắm, mà chúng ta mỗi team sẽ có... Ok. Rồi xong, rồi xong. Tôi vừa nói xong chưa dứt câu mà. Ui ui đâu? Gì vậy? Lại cầm mấy cái đồ. Block sắt, block sắt. Ui, Khang ơi, làm gì vậy? Khang ơi. Tại sao lại làm như thế hả Khang? Đồng đội mà. Ủa, sao anh nhún? Ủa. Sao mình hồi sinh bên này? Này, bậy nha, bậy nha. Ô, buồn cười nhỉ. Đây, đâu, đây này, đâu, 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 đừng nhảy nữa, đừng nhảy nữa, đừng nhảy nữa. Mở rộng đảo ra. Ok. Ui, ôi, nút clear cho, rồi. Ok. Đó, nhảy. Nhảy, rồi, nhiều block cắt rồi. Nhảy nữa. Đây, sát. Em có một đống sắt nè, nhảy. Thôi, kim cương, nút. Xóa thôi. Ôi, kim cương. Xóa thôi, nhiều quá rồi. Không, à, đây rồi, không có bàn chết nào. What? Đâu rồi? Gì vậy? Khang ơi là Khang. Khang đi đâu? Không phải em, nó tự rơi đây. Nó tự rơi được. Ok. Rồi. Ra nào. Qua đây cho hỏi. Ôi, chờ cái đào đây thôi mày ạ. Ok. Tớ mất thời gian. Gì vậy? Trời ơi, toàn cái tàu lao rồi. Ơ, mà cái sữa kia là cái gì đây? Cái sữa là ra đánh nhau thôi. À, cái hạt đánh nhau sao chui à? Rồi, toàn máy thả mấy máy phân phát này. Không có gì. Con này nhà đập được gỗ chưa? Cái nó ra luôn rồi. Ôi rồi ôi. Cái đấy nha. Trời ơi không nào kịp bị xem. Đi đâu, gõ này đi đâu. Còn kim cương à? Kim cương à? Vừa ra kim cương. Ôi tạo luôn đi. Gãy giò rồi. Ok, nhưng mình có gỗ mà. Quá nhưng mà không có que. Không có que Khang ơi. Nó nung. Que, không có que là gì đó. Ui cái gì vậy? Đâu rồi, tự nhiên trời rơi xuống đóng giùm cậu ngay. Thế đâu mình nhảy lên cái đấy, nhảy bịt. Ôi. Phí thế nhờ. Trời ạ. Hào được. Ê, nhặt được kim cương rồi. Nước tràn vào đây. Nước tràn kia biết không? Thế toàn là máy tào lao à. Quẩy bên kia gọi là đống sắt kìa. Mấy thanh niên kìa. Đống sắt xây block rồi kìa. Đã tính toán hết rồi. Đã ăn kia đây. Đây, trong một block khó. Cái gì vậy ta? Ui, ba cái item đi. Ok. Để nó sẽ rộng rộng. Ui, gọi cái đó kim cương ấy. Nhặt kim cương, nhặt kim cương đi. Đi chưa clear đi chứ hack vào đâu biết. Đừng chế vội, nhảy đã. Nhảy lên. Ừ, đúng rồi. Ui. Ui, đây gỗ, từ đầu để nó nhặt đống gỗ đã, nhặt gỗ hay xóa đồ nhá. Rồi, có gỗ này à? Rồi, xóa đi. Xóa đồ đi. Ok, bây giờ chúng ta mới lên thời kỳ đồ sắt. Đó, ôi giời. Đồ sắt. Đồ sắt. Quá nhiều. Nhiều quá. Ui, mấy thanh niên kia đi lại choảng nhau rồi kìa. Ui. Đây. Gỗ này. Này chuẩn bị. Để bắt đi kia ra mấy đồ sắt à. Cùi bắt đi cho. Ê. Ai. Ui, thanh niên có đồ kim cương rồi kìa. Nó đợi dình để lấy đồ. Em đi đây nào. Khang đi trước đây. Nó đợi tí lấy đồ kim cương đã. Đồ kim cương của tôi. Ui, có cái nung sắt rồi. Ui, kim cương, kim cương. Để rồi.
ké nha, chị ăn ké nha. Mày đọc kia đào đi. Ừ. Đấy, khang khang về 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 nhà Zeno có nhiều kim cương lắm rồi. Này này. Qua bên kia mà không thấy ai chở nên đi về. Này kim cương này. Ê, no. Đọc. Đây đây đây, đọc. Chế thành block nhân bản cho nó đã đời. Này. Đấy, kim cương. Ôi đấy, kim cương đấy, kim cương đấy. Ui, kim cương đấy, nhặt đi, nhặt kim cương đi. Ui. Ờ, đóng nhặt nằm đây đây, biết gì đâu nha. Ui. Kẻ địch quá kia, kẻ địch quá kia. No. Cái đẹp luôn. Rồi luôn, rồi luôn. Nhảy, nhảy, đúng rồi. No. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Ui, nhiều đồ quá. Ôi, oh my god. Ôi, trời, trời ơi. Ui, nhiều đồ quá, trời ơi. Phải xóa. Ok. Đừng có nhảy, đừng có nhảy. Ê, ê, kim cương, kim cương, kim cương, kim cương. Đây này. Ô, 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 ô. Ta lại qua bên này. Đâu, đâu. Nhảy ở đây quá. Rồi. Ok, ok. Ôi, 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 ôi. Nước trang, nước trang, nước trang. Ủa, không có hình chứ đâu, em đấu đâu. Có ai có thịt đâu. Kim cương anh. Đọc kim cương, kim cương, kim cương. Ok, ok, được rồi, được rồi. Bây giờ mới thấy mình có đồ kìa. Thiếu gì kim cương đâu, trời. Ủa dạ, sao? Quay bà lắp kim cương kìa. Nút quả tiên ti. Ê, kim cương đâu. Ngoài cũng có kim cương rồi. Ồ, ơ, đây, đây, trời ơi, bị nhân bản tôi mới thích cái này rồi, toang rồi. Trời ơi. Bị nhân bản, ui, lag luôn này, ui, thôi, 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 dã man thật. Em đi lấy điểm nha, Zeno ơi. Ok, đây rồi. Rồi, Zeno xong bộ đồ rồi, xong đồ để đi chiến rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi chiến thôi. Ui. Bay TNT đâu anh? Đây, TNT đây. Nhiều đồ quá lắc. Đúng rồi, nhân ui, danh này, chính này. Ui, 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 trời đồ. Nào. Ủa mấy đi này trâu quá. Cũng được. Tôi không mặc giáp luôn á. Ok, sao tôi vẫn bị dính tím vậy? Ui, em hết đồ ăn rồi, nên em đấu quá. Ui, lắc. Còn đâu. Trời đất ơi. Rồi ạ. Đứng, đứng đấy mà ăn nè. Ôi trời ơi. Ui, cái tên tí ơi. Ui, tên tí kìa. À, cái tên tí à. Ok, cái tên tí. Sao mình ngồi sao mình ngồi xin chỗ này ta? Sao mình tính nha, sao mình ngồi xin chỗ này ta? Ồ, tính ra cái tư ấy kìa. Đặt điểm hồi sinh đi. Xuống, xuống. Ui. Anh đi đặt TNT kìa vậy đâu ơi. Ừ, đào, đào, đào lấy TNT. Đào lấy TNT đi. Nhưng em lấy được rồi, em lấy được rồi. Ủa, chưa lấy được cục nào anh kìa. Được chưa vậy đâu, được chưa, được chưa. Không thèm giáp à. Vành rộng, rộng. Rộng hết rồi. Thế tự nhiên thì phá ra. Không phá rồi, đi hết rồi. Ok. Ủa, TNT nó có TNT. Ủa, sao mình ở bên này, sao mình bên này mấy lần liền. Oh no. What? Sao nên dây đâu bỏ chạy? Ai biết? Ui, kỳ lạ thật. Đều 2 điểm hết này. Ui xời ơi, này tôi vừa mới. Nhưng mà không có cái gì để kích hoạt. À, tôi có rồi nha, có cái để kích hoạt rồi, nha. Rồi, có thanh niên kích hoạt rồi. Ôi trời ơi. Ui xời ơi. Ui không nổi đến, không nổi đến chỗ mình, không nổi đến chỗ mình cái rồi. Hết đường đây rồi, hết đường đây rồi. Này, nên kia. Khang, Khang, Khang có TNT không cho tôi xin. Nhà giàu lo gì. Đó, mang TNT đây. Thêm một. Có này thôi ạ. Ghi redstone, cho một cục redstone, cho một cục redstone đi. Hả? Để cho rồi đó. Ok. What? Không kịp. What không kịp. Phun tối đúng không? Hình như phun tối đúng không? Đấy, ok. Rồi, bây giờ chúng ta mới có đồ này. Đó, như này nó sẽ tự xóa được. Ừ, chết đi. Ờ. Quá. Quá thì lên. Quá, quá. Ui. Hay lắm. Ủa, sao tôi lại hồi sinh bên này nữa rồi? Ok. Để em đi chơi Zeno. Đi nhá. Khang đi nhanh đi. Thôi, chúng ta chế đồ lấy nhau đây. Đánh cho mấy thanh niên biết thế là lấy đâu. Đấy à. Quẹo không, quẹo không? Không ai có thể đến được đây. Khang ơi, cẩn thận. Sao em cẩn thận lắm rồi. Ơ kìa, sao tôi bây giờ đâu cái tay chân à. Ôi ôi. Cẩn thận. Nó tới gì vậy? Hát ba làm gì hát ba? Hả? Từ 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 khắc sẽ biết. Hát ba châm ấy xong nó sẽ rớt xuống nhà và thích nhìn đấy hát ba. Uầy. Gì? Chạy đi cơ, chạy đi cơ, chạy đi cơ. Chạy đi. Làm gì đấy? Bye. Ủa? Xong nổ. Ủa? Rớt ở dưới rồi. Thiên nhiên. Hết hồn à? Ôi, nổ kia. Ơ sao thanh niên vạnh nhà này?
Vanh, Vanh chết nhà sai, Vanh ạ. Vừa lấy Vanh ở đây mà Vanh đã chết đâu mà nhà này. No! 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 Oh, tôi chết rồi. Nên nó để ý à, bằng lâu chưa ai giết đêm được mạng nào à? Đó, gì được mất tin đi nữa, tin đi không tin điểm nào. Toàn ngã chết à? Ui, suýt nữa thì giết Thanh Niên Khang ấy. What? What? À! Thanh niên kia tính phá hủy cái điểm ở nhà mình kìa. À. Ủa này là bây giờ mới đây rồi à? Nhà mình ấy. Ở nhà ấy. Nhà mình. Ở đây nhà ấy, nhà mình mà Thanh. Nhà mình. Ủa? Nhà mình ở đây nè, trời ơi. Rõ vừa nãy thôi, sao bên kia rồi mà? Sao nó ở đây ra? Muốn cười cho tự. Nhà mình ở đây nè ba. Là các ôi Thanh Niên đẩy luôn à. Ồ, lại sang đây à? Cái thế nhỉ? Nhà mình đây nè. Trời ơi, đây nè, nhà mình đây. Đâu, đây, lần này nhá, lần này ở đây nhá, rồi nhá. Xem tí nữa nó còn nhảy bên kia đâu không? Tào lao. Bây giờ đâu, tiếp một like thôi. Pin sao không cứu nổi đâu. Vừa mới bị mà Thanh Niên kia kêu xong. À, lại là bị ngã thôi à? Ồ, Khang gì này? Ngã nó không. Khang gì này? Dê nộ. Ai đâu qua đâu qua. Ây da, trời ơi, chạy gì vậy? Video ui. No, rồi xong ngã lấy này không tính điểm rồi. Nếu mà sát thương rơi chắc người nào đẩy xuống thì may ra, nói chung là hên xui à. À, đâu ra đây. Ba nghĩ bây giờ mình phải đổi thành bản chết cơ. Này chết thì rất là hù hả? Ai chết thì rất là đúng. Ai chết quá. Được điểm kìa em. Bốn điểm. What? Ê, no. Người không tính kìa. Này ní. Này, đây nhá, để xem Zeno đánh rơi nhá. Đấy, được điểm kìa. Ôi giời. Hát ba làm gì vậy? Hát ba làm gì vậy? Chặt chân té rồi, có gì đâu. Hát ba. Hả? Hát ba. Trượt chân té. Kìa, Hân Ninh này cam nhắn tôi rồi. Giúp luôn nha ơi. Cũng điểm hồi sinh rồi, kì lạ vậy. Kì lạ thật. Để em cho. Giết. Này thì ui, bằng lâu chúng ta không có thức ăn nhỉ? Ờ đúng rồi, nãy giờ có thức ăn gì đâu. Chết rồi hồi sinh, thức ăn gì ba. Có khi nào mọi người giết Zeno được điểm không? Ui, đằng sau kìa. Núp này xem giờ này có tính điểm không nào. No. Quá, tính ra mình bị lỗ mất mấy mạng rồi đấy. Rồi mình đã đặt nó lại thành bảng chết cho mình nhé mọi người. Thì bây giờ mình nghĩ là cho mỗi người 5 mạng nữa đi ha mọi người. Trời ơi, 5 mạng tôi tỉnh test, chết cho xem mà thôi, thấy 5 mạng thôi, cố gắng sinh tồn vậy. Test cái gì? Thằng Zeno rồi. Trời ơi, đi bắt tuốt trên kia rồi Zeno ơi. Ấy à, anh đi bắt cao té. Cái gì đây? Nói tự đi xuống. Thiên gây rồi. Vành nhà mình kìa, Khang đằng sau. Té, ủa chưa té hả? Ê, hồi. Vành ơi, Nero đi cùng với Vành rồi. Con đập vào lót tung, trời ơi, đi giết người đi. No, ga. Đi từ thôi Nero ơi, cái trên đầu mình nó đẩy xuống Nero, lúc mình nhảy lên có cái đám mây á, nó đẩy mình xuống á. À, giá là được ạ. Đó, chứ không phải do mình tự té đâu. Ê, vì do hết sức thuyết phục à. Ừ, đâu rồi, à, vẫn đấy à. Ok. Ôi, xin đất. Tự ra luôn kìa. Em không chết cây thật. Ui, tiên đi. Ôi, tiên đi. À, chắc chắn được. Oh my god. Thầy, thanh niên nào đây? Núp nè. Núp. Cái gì vậy? Bánh giết núp rồi. Trời ơi, sao có cái lỗ ở đây vậy?
Ôi, 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 ai đấy? Ai đấy? À, sao đi nhanh đúng? Thì núp okay, đi toàn chết vậy. Ok. Đường, đường bé quá. Em sao lưng này chứ nó ơi. Cái này mà có mũi tên thì à. Ừ, có mũi tên nó bắn dụng nãy giờ rồi. Ê, cơ kìa, trời ơi. Quá. À, núp, núp không nhìn thấy à? Núp không nhìn thấy à? Núp không nhìn thấy à? Đằng sau. Ơ, nước ở đây hết đâu. Ôi thế núp còn một mạng nữa kìa. Núp công đi, tấn công đi. Văn, Văn. Sao tụi quéo nhanh vậy? Ui da. Ô Văn tử tế đi Văn. Tôi đuổi cho hát vào lóc ăn mình nhở. Ơ nâu, nâu. Ơ ơ ơ ơ ơ ơ. Ơ cái gì ấy, gì ấy, gì ấy, gì ấy, gì ấy. Ơ cái gì ấy. Dụng chưa, dụng chưa, dụng chưa. Đánh nhầm nhá. Đấy chưa. Mà tính ra mình chết rồi còn gì đâu. Ây da, 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 ây da. Làm sao, làm hai tiếng quay kìa. Núp chết rồi mà, núp chết rồi mà, núp chết rồi mà. Ây da, ây da, ô, thằng núp chết rồi, ơ, buồn cười nhờ. Ok, chúng ta còn bao nhiêu, H3 video mỗi người còn một mạng nữa. Uầy, mình với Khang à? Mình còn một mạng nữa, Khang, Khang cố gắng sống nha. Nên hy sinh cho bản thân để. Em nè, em nè. Đây nè, nơi em. Thân này làm gì vậy? Thân mẹ nói gì vậy? Ôi, kia kia, Thân Văn, trời ơi. Quay. Xe này chứ nó. Giọng robot. Ôi, rồi nó đi rồi, Khang cố gắng lên Khang ơi. Hay quá. Ôi ôi, rồi, giờ nó 5 mạng rồi, để em. Đúng rồi, Khang làm hết. Em làm hết. À, no! Trời ơi. Ôi trời ơi. No. Thế nó làm hết rồi, làm hết. Rồi. Cuộc chiến này nó cồng kềnh thật sự mọi người ạ. Thêm 2 mạng nữa đi, thêm 2 mạng nữa đi. 2 mạng nữa à? Video xin thêm 2 mạng nữa à? Nghiền rồi. Nghiền luôn đấy, thích chưa? À thế à, chúng ta có quyền cơ hội được thêm một mạng nữa anh ạ. Đúng. Một mạng nữa à? Làm sao? Ờ đấy, thì 2 tiếng mạng này cho đi một mạng nữa. 7 thì bây giờ bọn núp 16 mà. À, đi cả. Ôi kìa. Chất xàm quá không được. Ây, này nhìn nó chất xàm luôn ạ. À. Nhà mình mất điểm hồi sinh rồi, no. Rồi cứ chết luôn, hết mạng luôn. Ây da. Mà đi rồi, không dám. Núp, núp, no. Núp này đi. Ôi, 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 ôi. Đi làm sao mà được à, Pixel? Anh kia. Tiền tì, no. Gây luôn. Đi rồi, mình phải kéo theo. Hát bạn lại. Ui, chết hết rồi. Trời ơi, tôi cho mỗi người 2 mạng mình chết hết rồi. Trời ơi à. Em còn 2 mạng nè. Quéo nhanh thật sự. Riêng em là với Zino còn 2 mạng thôi. Ok. Ok, nha, 3 cái 1 luôn rồi. Ok bạn ơi, thì chắc là clip ngày hôm nay của mình đến đây thôi. Nếu các bạn thích clip này hãy để lại cho mình một like và ấn đăng ký kênh của mình cũng như kênh của tất cả thành viên trong núp team để ủng hộ mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.